Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với buổi livestream trực tiếp trận đấu giữa hai đội Nghệ Tĩnh FC và Cô Cá C. Trong hiệp 1 của trận đấu, các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC chấn giữ hành lang bên phía tay phải với trang phục màu đỏ, tất trắng và quần đỏ. Đối thủ của họ là Cô Cá FC đang chấn giữ khung thành ở bên tay trái, áo xanh quần đỏ tất đen. Bước vào trận đấu này thì các cầu thủ Cô Cá FC đã để thua ngay trận đấu trong lượt đấu ra quân của mình. Và các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC đã có 3 điểm trong chiến thắng 2-1 với đội chủ nhà Real Toama. Hai đội đang nhập cuộc rất hay. Một đội buộc phải thắng và một đội không thể để thua. Trọng tài đã đang nhắc nhở các cầu thủ tháo bỏ toàn bộ các trang sức và đồ hiệu đắt tiền, bởi vì có thể là dẫn đến chấn thương cho cầu thủ cũng như thất lạc đồ đạc. Một cuộc thừa hùng đầy duyên nợ giữa hai đội bóng miền Trung thân yêu. Bạn đồng hành của tôi đang đi lạp năng lượng để có thể tiếp tục đưa đến cho quý vị và các bạn những pha bình luận ấn tượng nhất. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất nhiều hấp dẫn. Trọng tài đã bóng đã đi hết đường biên dọc. Rất bất ngờ, trong lượt đấu đầu tiên thì các cầu thủ Cô Cá FC đã thất bại với tỷ số 2-0. Và không tự loại mình ra khỏi cuộc đua vô địch, thì trong trận đấu này các cầu thủ Cô Cá FC buộc phải giành chiến thắng. Với cục diện của các cặp đấu thì VNFC đang là đội bóng có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua đến ngày ngôi vô địch ngày hôm nay. Văn Thái. Hai đội sở hữu những cá nhân giàu thể lực và kinh nghiệm rất đẹp mắt. So với lượt trận đấu đầu ra quân thì cả hai đội đều điều chỉnh những sự thay đổi vị trí. Cơn lốc đường biên, Văn Nam anh đã lui về áng ngữ vị trí thủ lĩnh của hàng thủ. Rất bình tĩnh. Văn Thái anh đã giạt ra biên, chấn giữ hành lang cánh phải. Di Lam rất bình tĩnh. Di Lam là một cầu thủ rất giàu thể lực. Anh thể hiện sở hữu một đôi chân rất dễ bảo. Những cú sút xa uy lực của anh mang đến rất nhiều lỗi nguy hiểm và chết chóc cho đối thủ. Vâng, qua lời nói của anh Phương vừa rồi thì tôi có thể cảm nhận được Di Lam cũng có lẽ là một cầu thủ có duyên với anh Phương thì phải. Rất nguy hiểm. Cũng không giấu gì anh Hoàng, tất cả các đội bóng ở Kanto thì tôi đều có dịp được giao lưu và học hỏi rất nhiều từ đội bạn. Các cầu thủ trong Kanto thì rất tiếc ngày hôm nay máy ghi hình của tôi không thể quay được hình bóng của anh Phương trong sân, có lẽ là do chấn thương. Vẫn là phạt góc dành cho FC Nghệ Tĩnh. Và cải cắn rất kinh nghiệm của cầu thủ số 10 bên phía Nghệ Tĩnh FC.
anh sở hữu đôi mông của Eden Hazard. Mặt trăng. Những pha tranh chấp rất quyết liệt giữa hai đội. Các cầu thủ công cao đã phản công. Không được. Bóng bay vào đúng góc hẹp của cầu gôn. Có lẽ cầu thủ của đội bạn đã bị đau. Không có lỗi. Có thể anh Hoàng không biết cầu thủ Văn Trang số 14 là cầu thủ đã thuộc biên chế đội tuyển Viettel SC. Anh đã có những năm tháng học tập và rèn luyện tại môi trường đào tạo của tuyển Viettel SC. Rất đáng tiếc những chấn thương dai dẳng đã cản trở anh đến con đường sự nghiệp bóng đá của mình. Và lỗi sang Nhật là một rẽ ngang trong cuộc đời của anh. Vâng, không thể theo đuổi được sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Thế nhưng theo đuổi bóng đá nghiệp dư cũng là một cái gì đó rất hay. Ngoài học tập làm việc, chúng ta vẫn có thể tiếp theo nối tiếp được đam mê của mình. Văn Trang là một cầu thủ đến từ Nghệ An và việc anh tham gia cho những đội bóng quê hương là một điều rất đáng mừng. Rất nhiều đội bóng lớn của khu vực Kanto cũng như Nhật Bản đã có những lời mời chào đến anh. Nhưng với tình cảm với quê hương của mình, anh luôn gắn bó với các đội bóng đến từ quê hương. Nghệ Tĩnh. Spin dành cho FC Coca. Thời tiết nắng đã tắt đi và gió đã kéo đến. Với những sự toàn tính trong chiến thuật của mình thì hai đội đang nhập cuộc rất cẩn trọng. Chưa có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo lên. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ FC Coca. Với những lối đá chặt, bóng vào. Với những lối đá chặt chẽ như vậy thì bất kỳ một sai lầm nhỏ nào thôi cũng đều phải trả giá rất đắt. Quả không hổ danh là đừng còn được kìm áo quần của giải Favija. Vâng, luôn rõ ràng là một đối thủ rất khó chịu. Các bạn có thể thấy pha sút xa từ cự ly 40m của trung vệ Di Lam. Sau lượt đấu đầu tiên thì các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC đang tạm thời xếp ở vị trí thứ hai với hiệu số dương 1. Dường như Nghệ Tĩnh FC vẫn luôn tỏ ra rất thận trọng trước đối thủ Coca. Điều đó cũng là dễ hiểu thôi, bởi vì hiện tại Coca đang sở hữu những cầu thủ đã ăn tập với nhau trong thời gian rất dài và hiểu ý nhau. Nền tảng thể lực cũng là một yếu tố rất quan trọng trong tập thể Coca. Rất tinh tế, rất điểm. Anh đã chọn một pha căng ngang cho đồng đội ở phía bên cánh phải. Rất
rất tiếc là bóng đã không tìm đến chân của cầu thủ số 6. Cầm nữ rung rung rung. Rút ra, không được. Một pha chọn điểm rơi của bóng và đón bóng với Tùng là một cú sút rất mạnh. Thế nhưng bóng bay không để trúng đích. Một dứt điểm rất nguy hiểm. Một nhân tối của FC Nghệ Tĩnh là Văn Trang, một người đã mang một luồng gió mới vào. Hoan hô Văn Trang, anh đã có một pha dứt điểm rất tiếc, nhịp đầu tiên đã không thể đánh bại được thủ môn bên phía Coca FC và đồng đội của anh đã ập vào rất đúng lúc. 1-0 cho các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC. Trận đấu đang dần trở lên rất hấp dẫn với bàn thắng này. Vâng, anh Phương, anh nghĩ sao vào trận chung kết giữa FC Nghệ Tĩnh và VNFC? Đó cũng là một kịch bản rất đáng được mong đợi trong ngày hôm nay. Vâng, như một quả bom hạt nhân, nó sẽ là một thứ gì đó bùng nổ trong ngày hôm nay. Hiện tại bốn khán đài của sân Toda đã đang chật kín khán giả, lượng khán giả đổ về sân đang rất đông. Vâng, càng về cuối giải, những trận cầu kịch tính hấp dẫn nhất càng diễn ra. Liên tục là những pha vẫy gót như vẫy trong đế chế. Chúng tôi đã nhắc đến sự nguy hiểm của cầu thủ số 14 Văn Trang. Dường như các cầu thủ Coca FC không lường trước hết được sự nguy hiểm của cầu thủ này. Không được. Vâng, sau pha bàn thắng vừa rồi của FC Nghệ Tĩnh thì FC Coca đang bùng lên với nhịp độ rất cao. Anh Hoàng, anh có thể nhìn thấy rằng cầu thủ Coca FC đang xoay tua đội hình, họ đá với sơ đồ hai hậu vệ. Vâng, đúng rồi anh Phương, họ chỉ chơi với hai hậu vệ thôi. Dường như đã có bàn thắng thì bây giờ họ không ngại gì mà không lên. Văn Nam, anh được trở về vị trí sở trường là hậu vệ cánh phải. Giống như anh chơi như một cầu thủ giữ nhịp nơi trung tuyến. Trọng tài đã cất còi. Vẫn là một phong thái thi đấu rất rất bình tĩnh của cầu thủ Coca. Mặc dù đang bị dẫn trước nhưng với bản lĩnh của nhà đương kim Á quân tại Favilla, họ vẫn không bị chùn bước. Vẫn có điều gì đó rất lì lợm và bản lĩnh trong các cầu thủ Coca. Wow. Một pha
và chạm từ phía sau rất mạnh và quyết liệt. Vâng, chúng tôi quan sát trọng tài đã móc túi, dường như sẽ có thẻ. Như tình huống như vậy thì xứng đáng nhận được một thẻ vàng. Vâng, một thẻ vàng dành cho cầu thủ bên phía FC Nghệ Tĩnh. Bóng từ phía sau rất nguy hiểm. Ngoài với tinh thần thể thao, chúng ta còn phải phục vụ cho công việc học tập và làm việc, nên các cầu thủ cần phải giữ cho mình một lối chơi điềm tĩnh, tránh va chạm. Và nỗ lực rất tốt của cầu thủ bên FC Nghệ Tĩnh. Anh Hoàng, anh có dự đoán nào đội nào sẽ giành ngôi vô địch trong giải đấu ngày hôm nay? Thật sự ngay từ đầu tôi nghĩ đến FC VNFC, thế nhưng sau bàn trình diễn trực tiếp tôi đang quay bây giờ thì FC Nghệ Tĩnh cũng là một đối thủ thật sự không thể đánh giá thấp được. Tôi cũng đồng rất khó để đoán được ai là nhà đương kim vô địch ngày hôm nay. Trận đấu cuối, lượt trận cuối cùng sẽ rất hấp dẫn. Lá thăm may rủi đã đưa các đội đến những cái lượt đấu cực kỳ hấp dẫn. Thật sự các đội bóng chúng ta ngày hôm nay tỏ ra rất đồng đều, không hơn nhau nhiều. Hơn nhau ở những phút quyết định, những bàn thắng quyết định của các đội. Vì họ sở hữu kỹ thuật rất đồng đều nhau. Đều là những đội bóng hàng đầu của khu vực Kanto. Cú ca phản công không được. Nay vợ không đi hợp lý. Phút thứ 17 và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ FC Nghệ Tĩnh. Đã xuất hiện những sự nóng vội của bên các cầu thủ Cô Ca FC. Vâng, theo tôi quan sát thì mỗi khi có bóng cận cảnh, cận thành thì họ sẽ tung ra ngay những cú sút. Cú sút từ xa. Thật sự đến bây giờ theo thống kê trên màn hình, những cú sút đấy chưa được sắc bén. Trọng tài xác định quyền đá biên thuộc về Cô Ca FC. Bạn Nam tổ chức đá biên nhanh. Không được. Fabucci ở cự ly khá xa của cầu thủ số 10 bên Cô Ca FC. Rất kỹ thuật. Chạy đi em. Cái này đúng rồi. Đi vào em ơi. Bóng đang trong chân của cầu thủ Cô Ca không được rồi. Nghệ Tĩnh FC vẫn tỏ ra là một đội bóng rất điềm tĩnh. Cái điểm tĩnh của họ luôn khiến các đối thủ phải khiếp sợ. Họ công cách từ từ và họ thủ cũng rất chắc. Bóng vẫn trong chân FC Cô Ca.
Vâng, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội Coca FC gặp Nghệ Tĩnh FC. Trận đấu thứ nhất này kết thúc với tỷ số là 1-0 nghiêng về các cầu thủ FC Nghệ Tĩnh. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu thứ hai giữa hai đội FC Nghệ Tĩnh và Coca FC trong khuôn khổ giải Tứ Hùng Tobama Cup. Trận đấu thứ nhất. Trận đấu vừa. Mới bắt đầu thôi. Sai lầm của thủ môn bên phía Nghệ Tĩnh FC. Rất đáng tiếc của thủ Nghệ Tĩnh FC. Rồi trong tình huống vừa rồi thì trọng tài đã chắn màn hình của chúng tôi. Tùng ơi, em bắt quải không á? Em bắt quải không? Quải đứng xịch đứng toán đứng che cái màn hình ạ. Pha phạt bóng không dính của thủ môn Nghệ Tĩnh FC đã vô tình dẫn đến bàn thua trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc. Vâng, sau pha bắt bóng hỏng vừa rồi thì có lẽ anh đã nổi điên. Trận đấu lại trở nên rất sôi động. Vâng, một dàn cổ động viên rất nhiệt tình bên FC Coca. Tên gì đấy anh nhỉ? Vâng, đã kiếm được một bàn gỡ, các cầu thủ Coca đang rất hưng phấn. Việc tự đánh mất lợi thế của mình sẽ mang lại rất nhiều khó khăn với các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC vì lượt cuối họ phải đối đầu với ứng cử viên số 1 trong ngôi vô địch ngày hôm nay, đó là cầu thủ VNFC. Nếu như tiếp tục đánh rơi điểm số trong trận đấu ngày hôm nay thì dường như cơ hội đến ngôi vô địch của họ cũng sẽ bị khép lại. Bóng vẫn trong chân cầu thủ Coca. Trong những tình huống bóng quyết định thì các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC nên giữ được những cái đầu lạnh và tinh thần thép. Rất ngẫu hứng. Nguy hiểm. Pha phối hợp rất đẹp mắt. Pha chỗ tài vừa rồi có thủ môn bên FC Coca. Rất đẹp mắt. Pha phối hợp một chạm. Minh Trang là người vừa thực hiện pha sút phạt góc vừa rồi. Đá ngoài rất kỹ thuật của các cầu thủ bên phía Nghệ Tĩnh FC. Rất tiếc thủ môn đã có phản xạ cực kỳ tuyệt vời. Đấy, cái sút bẫy thì nó treo con nó sút. Đợi để đẩy lên bật thứ hai thì khỏe quáng. Đấy, cháy à. Bay lên.
Đây rồi, bắn nào. Bay lên. Chân của cầu thủ áo số 18 Mencoca. Thế nhưng vẫn chưa có bàn thắng. Anh Hoàng, anh có thể nhận thấy chưa? Cơn lốc đường biên của vùng Canto. Vâng. Đúng là một cơn lốc đường biên. Mỗi khi bóng đến chân của anh thì cổ động viên tỏ ra rất hào hứng. Được đâu? Không được. Sau bàn thắng đưa trận đấu về vào cân bằng thì các cầu thủ Coca đang tinh thần lên rất cao. Vâng, áo số 18 ạ, tôi có một gì đó rất giật mình với tình huống vừa rồi của anh. Trên màn hình tự nhìn anh bay một cái veo vào phát. Đường bóng của anh là rất mạnh. Anh em nào mới hết trận. Đây anh. Minh Trang là người thực hiện pha sút phạt. Anh này hôm trước giải Favija đi với đội nào chứ nhỉ? Thanh Hóa. Đá đội Tô Cai đấy. Ông Béo đá Thanh Hóa. Ông Béo đá Thanh Hóa hay sao này? Giải đá Tô Cai. Tô Cai à? Đá Tô Cai giải Favija đá. À đây. Đội nhìn này đến ngồi với đội này. Vâng, dường như SC Nghệ Tĩnh đã lấy được lại thế trận sau những đầu hiệp hai để cho FC Coca dẫn bóng, thì lần này họ đã lấy lại được nhịp độ trận đấu. Chúng ta đang được theo dõi những pha chạm bóng đậm chất kỹ thuật của pha biểu diễn kỹ thuật của xuất sắc, vẫn là cơn lốc đường biên làm tống với cái chân trái và lực sút cực mạnh. Số 17, anh có lối chơi rất thanh thoát và đậm chất kỹ thuật, rất khéo, rất khó lấy bóng trong chân của anh. Rất khéo léo. Nghệ Tĩnh FC đã phải điều phối 3 cầu thủ để vào tranh chấp trong tình huống bóng vừa rồi. Vâng, liên tục là những pha đá bóng xoay người. Đội bạn phá không? Không được. Anh ấy để em bảo lên kia nhá. Không thôi à. Mà cứ đang đánh. Ôi nói tí anh đánh rồi, anh to kìa. Đúng rồi, mất tiền thuê trọng tài đấy anh ạ. Giáo này có đá đâu. Mất tiền thì có quyền đấy anh ạ. Tốt thế nhở. Rất một tình huống nguy hiểm. Sau nguy hiểm Coca phản công. Không được. Một pha dứt điểm khá nóng vội của cầu thủ áo số 19 bên VFC Coca. Anh đã lấy được bóng rồi. Rất sông sáo. Vâng, liên tục là những màn ăn miếng trả miếng. Vâng, chúng ta có thể thấy được sự nhiệt tình của các khán giả bên FC Coca. Họ cổ vũ rất nhiệt tình. Dòng máu chiến binh luôn chảy trong cầu thủ Văn Thái, trung vệ thòng của cô cá sẽ đúng xử lý quá đấy, trước mặt cô anh ơi, anh ơi qua luôn, nó được trả về cho Văn Thái và trọng biên cho Lam Tống. Văn Lam là Văn Lam sút đúng không? Dường như anh đã đang cố gắng để tìm được khoảng trống để đưa bóng sang chân trái của mình nhưng không được. Vâng. Anh buộc phải dứt điểm bằng vào chân phải Trần Công Thuận. Bóng đã không thể đánh bại được thủ môn. Bóng đã không thể đánh bại được thủ môn của Lam Tống.
chân anh chuyển sang đến đầu, thế nhưng đầu vẫn chưa phát huy tác dụng. Hiệp 2 này có thể nói là show diễn riêng của cầu thủ áo số 18 Lam Thống, Văn Lam. Dường như máy quay của chúng tôi đang tập trung rất nhiều vào anh, một cầu thủ rất năng động và sông sáo bên VFC Coca. Ban huấn luyện của Coca sẽ phải rất là tiếc nuối vì trong hiệp 1 của trận đấu đã bố trí anh ở vệ trung vệ phòng. Đây có lẽ là một nhân tối trong Coca ngày hôm nay. Coca mà thêm Pepsi vào nữa thì sao? Vẫn là áo số 18. Chuyền bóng cho cầu thủ áo số 4. Căng ngang. Tiến sang. Bóng liên tục. Xuất sắc, không được. Trước sự tấn công như vũ bão của cầu FC thì toàn bộ các cầu thủ của Nghệ Tĩnh FC đã lui về qua cụm để hàng phòng ngự. Tôi nhìn thấy có lẽ tinh thần với những màn cổ vũ động lực của khán giả Coca và những bàn thắng công hết mình của các cầu thủ thì Nghệ Tĩnh có một gì đó đang bị chùn bước. Xuất sắc, không được. Vào một trận đấu rất lôi cuốn, khán giả không thể rời khỏi màn hình. Với tôi một cái nháy mắt cũng rất khó bởi nó rất hay. Hiệp 2 của trận đấu đã đi được một nửa chặng đường, tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-0. Vâng, FC Coca phản công, chân trái, tiếp tục là anh, không được. Cái chân trái rất ma thuật của cầu thủ Văn Nam. Xuất sắc, không được. Cánh trái Văn Nam gọi thì trung về Văn Thái trả lời. Liên tiếp là những pha bắn rocket từ cự ly 30m. Thế nhưng thế ngắm của các cầu thủ bên FC Coca vẫn chưa được đưa vào một khuôn chính xác. Cầu thủ số 17 xứng đáng là nhạc trưởng của Coca FC, anh chia bài rất nhịp nhàng. Một pha lỗi của cầu thủ mấy bạn. Không vào. Rất may đã đặt đối phương vào một tình huống rất thuận lợi. Rất tiếc là tiền đạo của Nghệ Tĩnh FC đã không tận dụng được trong pha bóng vừa rồi. Bóng đã đi chệch cột dọc. Rất may cho cầu thủ Văn Thái là bóng không có chui vào gôn. Nếu tình huống đó diễn ra một cách thuận lợi cho đội bạn thì anh sẽ là một cầu thủ bị đáng trách ngày hôm nay. Xuất sắc, không được. Pha quạt bóng nhịp 1 đánh lừa đối phương rất hay của cầu thủ mang số áo 11. Rất tiếc cú sút cuối cùng của anh lại không đi trúng đích. Thủ môn dường như đã bị đánh bại trong tình huống bóng vừa rồi. Rất tiếc pha bóng đã không đi vào gôn. Xin cố gắng phản công. Thu ra không được. Ông vẫn trong FC Coca. Hiểu rằng các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC có thể đứng vững được trước những làn vũ bão tấn công của các thủ Coca FC này không? Thêm một pha phản góc dành cho FC Coca. Những tình huống bóng rất hấp dẫn. Anh Hoàng, anh có nhận thấy rằng cầu thủ môn bên phía Nghệ Tĩnh FC dường như đã có vấn đề về những cú sút xa, anh không thể bắt dính bóng trong nhịp 1 được.
Ở cái thời tiết giá lạnh bây giờ thì có lẽ thủ môn bên VFC Nghệ Tĩnh là người nóng nhất ngày hôm nay. Đã có những tranh chấp. Tình huống khá thú vị đến từ bên cầu thủ Cục Cá Sệ. Vâng, có lẽ thủ môn bên FC Nghệ Tĩnh anh đang cần một cái quạt. Anh hoạt động hết sức công suất bởi những đòn tấn công như vũ bão bên phía FC Coca. Chúng ta có thể nhận thấy cứ có khoảng trống và có những cú sút. Vâng, ngay từ đầu tôi đánh giá FC Nghệ Tĩnh là một FC mạnh với VN FC, nhưng bây giờ Coca cũng là một đội bóng không dễ bị đánh bại. Pha móc bóng của cầu thủ bên Coca, quay bóng không được. Thế một tình huống cố định. Liên tục là những pha tranh chấp áp sát. Dường như khả năng chơi chân của thủ môn bên phía Nghệ Tĩnh FC đang gặp vấn đề. Đá có còi. Còi cất lên hơi muộn. Trận đấu đang rất hấp dẫn. Đang rất là gay cấn. Trọng tài Đình Tùng đang chỉnh hàng rào. Với Coca rất cần cho mình một bàn thắng để có thể tiến vào sâu hơn. Theo tôi, trận hòa này đồng nghĩa với việc các cầu thủ Coca cũng tự loại mình ra khỏi cuộc đua vô địch. Bởi như những diễn biến trong bảng đấu này thì với kết quả hòa này thì Coca cũng chính thức loại tên mình ra khỏi cuộc đua vô địch. Họ đang rất cần một bàn thắng. Đánh gọn, sút nào, không được. Hoàn hô thủ môn bên phía Nghệ Tĩnh FC. Vâng, thì đang hoạt động hết mức công suất, thế nhưng anh vẫn luôn là một lá chắn thép của FC Nghệ Tĩnh. Trận đấu này sẽ là rất tuyệt vời nếu như không sút nào. Đúng như bóng đặt vào cái chân trái, một cái chân thuận của anh. Thế nhưng đường bóng vẫn chưa đủ để đánh bại thủ môn bên phía FC Nghệ Tĩnh. Nếu như không có pha sai lầm dẫn đến tình huống gỡ hòa trong vừa rồi thì rất có thể là trận đấu sút vào vẫn không. Nghệ Tĩnh FC liên tục là những pha công phá. Vâng, đúng với cái tên Coca, càng uống càng hay và càng đá thì càng hăng. Những phút cuối của trận đấu rất hấp dẫn. Ăn luôn được không? FC Nghệ Tĩnh đâu có bóng, đội bàn bắn cầu. FC Nghệ Tĩnh đã có bóng, đội bàn bắn cầu. Và như chim, pha bay người rất đẹp của thủ môn. Coca bắn cầu, đúng không? Không được. Và dứt điểm hơi chần chừ của cầu thủ số 4. Vâng, sức nóng của trận đấu đang được tung lên một cách cao trào. Không những cổ động viên hai đội đang ngóng chờ kết quả của trận đấu này mà bên phía VNFC cũng đang rất ngóng kết quả của trận đấu ngày hôm nay. Kết quả hòa sẽ là kết quả rất thuận lợi đối với VNFC, họ lại có thêm một lợi thế nữa trong lượt trận cuối. Đưa bóng vào. Anh nói lên video ấy, anh bảo liên hệ với ban tổ chức đấy. Ừ, nói về cho trao đổi với ban tổ chức thì tôi chưa nhìn thấy. FC Nghệ Tĩnh đang có bóng rồi. Và chọc khe. Rất đáng tiếc.
FC Câu Cá đang đáp trả lại. Nhiều rằng những pha phản công nhanh có là một đòn hồi mã thương với các cầu thủ. Câu Cá bắn cao, không đâu. Ông này nóng nhiều lắm. Theo thống kê của chúng tôi thì Văn Thái anh đã tung ra tổng số 20 cú sút. Nhưng rất tiếc trong 20 cú sút đấy không cú sút nào trúng đích. 19 rồi. Ngoài sở trường là bắn gôn anh còn có sở trường là bắn chim. Số đang là 1-0. Nhanh nào. Nhanh đi. Nhanh đi. Báo sao đây, em gần hết rồi. 18 nhá. Em Tài ơi. Bóng vẫn trong chân FC Câu Cá. Hay Nam. Minh Trang là người đã cướp được bóng. Rất hay. Và bằng lên rất kịp thời của thủ môn. Vâng, rất tiếc chúng ta đã tối qua kết thúc trận đấu giữa hai đội Câu Cá và FC Nghệ Tĩnh. Liên tục là những tràng pháo tay tán dương của các cầu thủ bên ngoài. Một trận đấu rất hay và kịch tính. Tỷ số là 1-1 đồng nghĩa với việc Câu Cá đã không thể bước tiếp vào trận chung kết. Xin chúc mừng các cầu thủ FC Nghệ Tĩnh. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. Hết cơ hội luôn đó. Cho lan tắc tàng.